chưa có bài riêng cả các bài chương thì ở đây chúng ta sẽ đi một số cái tiểu lý và cũng sẽ có thêm các bệnh lý chủ khó nói chung là lý được cũng rất ít không nhiều. Nhất là giải phẫu thì nhất chúng ta biết là lách nó vào cái tạ và nó nằm ở bên cái vùng mặt trái đúng không, hay là vùng trái và nó nằm dưới cơ hoành, dưới cơ hoành nó ở trên một cái ngang phía dưới nó liên quan đến cơ, cái này liên quan đến lời cái mặt trên liên quan đến cơ hoành, nó nằm ở trường khoảng từ cái quan hệ của chín xuống cái nhiều khoảng cắt qua cái trục lách thì mình thường cái trục dưới của lách không bao giờ vượt qua trục dưới của trái.
khi mà nó vượt qua cái dưới thực tại thì tôi biết là nó to, nhu mô của bạn thì nó lớn hơn và nó có thể là gì ạ, nó còn gần gần nhu mô gan, nhu mô gan hoặc là nó là lớn hơn một chút. À, một số trường hợp thì đây là cái trường hợp chúng ta thứ nhất là chúng ta cắt trong cái trường hợp ấy thì chúng ta sẽ thấy được cái nó như thứ hai này. Còn đây là chúng ta cắt thời điểm chúng ta thấy ngược lại cắt ngang thì chúng ta sẽ thấy cái lát nào này em chỉ vui đây. Nếu mà chúng ta cắt cái này thì chúng ta sẽ đo chiều dày của lát, nếu chúng ta cắt cái này thì chúng ta sẽ đo cái chiều rộng của lát, chiều chúng ta hay tính chiều rộng của lát hơn so với chiều dày của lát. Thì một số cái giải phẫu thì nó có cái variant, tức là người ta gọi là cái biến thể của giải phẫu, thì cái này chúng ta phải biết giải thích được chúng ta sẽ có nhiều. Thì nó gồm có một là cái lách thùy này là cái tác rất là sâu và lách này. Ông nói chỉ là riêng đối với người thì lách nó chỉ có trường là một lách, nhưng mà đối với động vật đi bằng bốn chân đấy, như là chó hay là mèo hay là gì đó, tất cả con nó thì lách nó trường nó rất nhiều thùy, có thể là nhiều lách cũng được. Cái thứ hai là lách có rãnh, nếu như rãnh rất là sâu. Thứ ba là cái lách phụ, rãnh chúng ta cũng rãnh, đúng không? Lách phụ là cái phần nó đưa ra. Một số cái chúng ta có thể nhầm, đó là cái gan trái nó to, đối với cái gan trái thì mình phải coi nó bắt ra như này. Nhưng mà làm chưa, chúng ta thấy cái lưỡi gan trái chúng ta cũng được phải dẹp, là lách, một cái đấy là hết sức phải lưu ý. Một số thì bạn đã nhầm rồi, cái lách nó nằm phía dẹp. Nếu mà gan trái nó lách lên thì nó sẽ chui vào phần mày, nó sẽ đẩy lách xuống dưới và vào trong. Đây chúng ta thấy là lách thùy thì ở đây chúng ta thấy là lách này nó sâu bóng, nó thành ra cái thùy riêng. Và khi mà cắt ngang chúng ta thấy thì là sâu bóng mà cái rãnh nó rất là sâu và nó chia ra như là cảm giác thì là ai cũng cảm giác phải là một chút bệnh của thùy thôi. Thứ hai nữa là lách có rãnh, nghĩa là một số trường hợp thì chúng ta thấy cái rãnh đang nó chặt sâu thì nó trong nó chia ra, cái này là rất dễ nhầm. Cái lách phụ là một cái hai hay nhầm trong những tương lách chúng ta hay nhầm với điểm vỡ, mà cái này có hình tăng lên và giảm rất là mạnh và sắc nét, lưu ý đó. Cái thứ ba là lách phụ, đôi khi chúng ta làm chúng ta sẽ thấy được hình ảnh cái tổ chức nó giống như là lách hoặc là giống như lách, nó thường là nó hình tròn, nó hay nằm cái vùng cạnh tương lách. Cái này chúng ta chỉ lưu ý là sau trường hợp lách phụ này, một là những trường hợp ung thư biết chúng ta cũng cho rằng nó có thể là dính căn, hai là chúng ta có thể nhầm nó với nhiều thận. Chúng ta cắt dọc các nghe cái tổ chức của nó luôn luôn giống như là đi xỉ ra để đưa ra cho mình. Đây là một số mắt giống đi xỉ
gì cả, cái gì là cái bao đã chui vào trong tạo thành cái này là để trong tạo. Chúng ta rất tin tưởng cái rồi. Em xe do vi khuẩn thường nhồi máu là chính, nhưng khi là do nhồi máu sau đó tổ chức cái việc thì có thể là do gì ạ? Vết thương trực tiếp của nhồi máu là nhồi máu là quan trọng. Cái yếu tố thuận lợi thì có thể là do những trường hợp tiền đó là dùng ma túy vân vân, thì là chủng máu nhé. Thế những trường hợp này thì ta không làm gì, ta không làm gì, ta chỉ cần đưa cô ra thì ta xem người ta làm thế nào. Cái thứ nhất là chúng ta hay gặp cái con nhất là con salmonella, con thường hạn. Thì ở đây thực ra là chúng ta chỉ không chẩn đoán được áp xe thường hạn đâu, nên chúng ta chỉ chẩn đoán được cái gì ạ? Một là nó có cái hổ, trường hợp hổ nó giống như những hổ áp xe khác, nó là cái hổ giả âm. Và nó có tăng âm phía sau, từ đây dưới là từ lúc đó, cái này thông thường hay gặp là hổ. Còn nó có thể nó gặp rất nhiều trong trường hợp ví dụ như là viêm nội tiết mạc thực quản đấy, nó gặp rất nhiều. Nhưng đối với trường hợp mà gây viêm thì ai gặp độ lớn hơn là tính chất của nó kém, không có phổ mạch bên trong. Khi người ta sau khi người ta chọc rồi, sau đó người ta tiêm thuốc với các loại quan thì nó lấy bộ thuốc và tạo rất nhiều cách. Do đó thì ta sẽ luồn qua cái đường kim, ta luồn đây ta cho cái dây rồi. Dây dẫn vào, cái gai oai, do đó là chọc luôn thông qua dây dẫn chích ra thì nó lại vào đây và nó đi vào mặt. Đây là cái ổ, đây là chiếc ống này, các em thấy không? Chúng ta sẽ đeo vào ổ này, nó sẽ lưu ra như là xong và chúng ta sẽ có dây dẫn vào. Thế hai cái áp xe đo lớn thì hay gặp nhất là Candida, chứ còn những con biết yếu tố của sự này, con này thì chủ gặp là ít, đang có con này. Asperger's thì đôi khi cũng gặp, nhưng cái này là phổ hơn. Và trên cái này dân chỉ là miễn dịch. Là miễn dịch ở đây có thể là HIV có thể không nhỉ? Thì thông thường cái tổn thương này nó là lách, nó to và nó như cái lốt nó giảm hơn, nó giống như là cái nấm Candida gan. Nên chỉ nhớ lại hôm trước chúng ta có chúng ta là cái siêu gan rồi, có cái nấm ở gan nó giống thế thôi, đi xỉ để gan bị giảm. Nhưng cái này thì nó sẽ có một cái rất là khó phân biệt, ra siêu âm phân biệt rất là khó. Đó đối với lại cái lan phôi này chúng ta thấy là rất khó hoặc là những mẫu phẫu thuật không xe ở đây những trường hợp tí ta sẽ nói trường hợp phân biệt, nhưng mà có trường hợp là vào chúng ta bệnh nhân có sốt sau đó chẩn đoán mang qua xe lách nhiều lắm thì mang theo lên bộ phận của bệnh nhân lúc nhập cái bệnh thì không phải nhưng sau đó thì bệnh nhân tử vong và có trường hợp như thế rồi chúng ta cần lưu ý chẩn đoán trên siêu âm chúng ta không phải lưu ý đâu nó rõ với cái hình thái của chúng ta mô tả trên lưu thì cái hình thái của nó là đôi khi nó có cái chứng tăng động chúng tôi. Đây bệnh nhân là bệnh nhân đơn sinh đi cấp, nhưng mà nó lại bị bổ nhiễm bởi cái Asperger's chứ không phải là tổn thương mạch cầu. Đôi khi những cái nhồi máu nhiều, giờ là cái tổn thương mạch cầu cũng khá giống như này. Granulom hay là gì hay là cái ung thư hàm, là thì lao kê ở đây thì vách nó to nhưng không đặc biệt. Giống nhà kê thì trên siêu âm chỉ thấy cái dạng thế còn cái con mà về sau cái sarcoidô thì có đó chỉ là Việt Nam thì mới gần đây là một thông báo của thai ca thường cái sarcoidô chỉ là hai gặp phổ tại những loại thế còn cái granulomatosis do lao thì gặp nhiều hơn do vi khuẩn ít thì nó tạo thành ung thư hàm sau khi đã có tiền giai đoạn hàm cảm thì thông thường cái này nó sẽ là cái khối với lại vôi hóa rất là nhiều nốt lao thì anh biết rồi đúng không tổn thương của lao ban đầu nó sẽ là cái ổ nó giảm âm. Sau đó thì khi người ta là làm cảm thấy thì thường không vô loạn và khi chúng ta phát hiện ra ấy, thì thường lao nó nhiều lứa tuổi cho nên là gì ạ chúng ta hay thấy nó vô loạn sẵn rồi ở đây chúng ta thấy là cái ổ của nó có một dạng âm do nó phát động trong cái dây ung thư và nó có những lúc vô loạn thì đôi khi ở giai đoạn cảm thấy bắt đầu cái ung thư nó lặp lại là nó vô loạn cả chung chúng ta ở đây chúng ta thấy những cái ổ nó rất nhỏ này phân biệt với đủ mọi thứ nó không chẩn đoán được nó là cái gì đâu khó lắm. Cái tiếp là cái u ở lách thì cái u ở lách của nó chỉ là thứ nhất là cái u nang thì hay gặp nhất thì cái nang ở đây u đặc u nang ở đây thì nó chỉ là nó rất nhiều môn là giả nang cái gì có thể là chấn thương này hoặc là nang giả định này đúng không cái vân vân cả nó chứ cái nang nguyên bản của nó thì cũng không nhiều sự chúng ta cũng có gặp ít rồi
đây là năm thì của bà năm chắc nhập khoảng 2 ca không đọc nhiều lắm. Cái này ghi sinh trùng để ta cũng đọc ta cần lo cái con sáng khó án thì có châu Phi chúng ta chỉ có đọc nhiều hơn. Cái bọn này thật sự của nó là cái này của lì nó chỉ có khoảng 2% thôi. Cái này bạn biết đó, cái này thì rất hiếm. Ví dụ bạn xem đang bài viết tức là gì ạ? Lai phang dô mít sức nhẹ ngon xích sức là lai phang dô. Cái nai sản thì lách nó to và bên trong cái nai của nó có những tổ chức. Cái tổ chức nó tăng hơn và bên trong nó vừa kẹt vừa có tổ chức đó. Cái này nó có tăng hơn phía sau. Nhưng nhìn chung cái này chúng ta không gặp đâu thì vọng là chả bây giờ cả quái là cái này chuối lắm. Nói chỉ là nếu mà chẳng may mà anh nào cũng biết đấy, em tưởng áp xe lách mà chọc được rất lưu đấy, nó mà lãi ở trong bụng thì nó sắp lời như nàn sáng tắt hết rồi. Cái nàn của mình chúng ta thấy là nó là cái nàn có mách rất nhiều mách chọc nàn thật sự bỏ nó rõ nàn có là đáp đúng. Một số trường hợp nó có thể những cholesterol ở đấy thấy nó bị tăng giảm chúng ta thấy là cái nang của bạn thì thường là cái dịch nó tương đối là đều, cái nang tương đối là rõ. Cái nang của mình thì nó có mỡ ở trong, nên là chúng ta thấy là xem cái nang của mình là có nhiều thứ trong là siêu làm là siêu trong nang trong nang. Cái nang của mình thì thường là gì ạ? Có thể cái vỏ của nó sao? Thường răng giới nó rất là rõ, chống gầm mà tăng đầu tiên sau rất rõ. Đôi khi thì nó cái âm của nó gì ạ? Nó phun thẳng chống gầm, nó có thể làm cắt. Thì chúng ta trong trường hợp thế này thì chúng ta nên thay đổi cái game của nó. Nếu chúng ta giảm cái game xuống nhiều quá, đúng không? Thì nó sẽ đen xì ấy. Nhưng mà nếu chúng ta tăng lên thì thế âm nó sẽ có. Trong khi cái nang đơn thuần thì chúng ta có tăng giảm gì thì nó cứ thế này thôi. Đây là cái nang bạch huyết hay là cái cystic lăng phang zone thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Cái nang nó mờ thì nó cũng đều và nó có các cái gọn ở bên trong. Cái này là rất hay gặp trong số nang ấy, chúng ta khá là thường gặp. Và cái này nó không chỉ ở lách đâu, nó có thể nó gặp ở các thành phần khác trong cơ thể, đặc biệt là sỏi phúc mạc hay gặp nhất. U đặc thì chúng ta sẽ gặp với cái một là u máu, cái này cũng gặp u máu có thể gặp từ đầu đến chân. Hai là cái mắt tụt. Cái thứ ba là cái mà hay gặp trong bệnh lý thì là cái iPhone. Cái này rất khó chẩn đoán, rất dễ nhầm. Cái thứ tư là di căn. Ở đây chúng ta thấy u máu của bệnh thì cái hình của nó cũng là cái hình tăng âm. Tăng âm ranh giới tương đối là rõ, có thể tăng âm phía sau. Cổ bệnh nó cũng có chúng ta lớp vi tính thì nó cũng giống như là CD thôi, tương đối với gan. Nhưng mà đẹp là cái u lớn thuốc của nó chẳng có chút thì cái u máu của nó thì cũng hiếm thôi. Chúng ta thấy là cái hoàn toàn giống u máu của gan. Một số trường hợp ấy thì chúng ta thấy nó đầu gâm và nó đẩy rồi cái bờ gan. À xin lỗi, đẩy rồi bờ này. Hamactom thì chúng ta biết rồi, hamactom thì nó là gì ạ? Nó gồm có mỡ, có vôi, có mô. Thì vôi của nó thường nó chỉ là vôi, nó có thể hamactom nhiều nơi, nhưng mà chỉ có riêng lách. Nhưng mà cái vôi của nó thì cái giảm âm cái độ của nó thì nó thường có thể giảm thì trong có tăng âm. Đôi khi nó thấy vôi ngoài, chúng ta thấy là nó có mạnh, nó có ít không? Đây chúng ta làm đây là một từ. Bản thân nó cái ngấm hay không, cái này có đánh giá vì trên T1 cái mỡ nó là tăng thế nhiều. Cái này là cái hay gặp nhất, cái kia thì nó chỉ là phủ phiếm thôi. Đưa vào cho nó có thì chúng ta chắc cả đời chúng ta chả gặp cái ham hốc tôn đâu. Thôi đến bây giờ làm mấy chục năm chả gặp cái ham hốc tôn lách nào cả. Còn cái này thì gặp nhiều, là trong cái Unifoquin và Unifoquin. Nếu mà là trong cái u lanh phôi ấy mà không
muốn kia thì cần mắt to mắt được trong thì chúng ta xem cái hình thái của nó. Thì đối với lại cái hút kim thì thường là nó có cảm giác bình thường, nhưng cái hình thái của nó thì chủ yếu là có nhiều cái lốt nhỏ giảm hơn chống đèn tin tức, nhưng mà những kích thước nó to hơn mà nó có thể có đôi khi nó có cái hình như là mắt bò, nó có thể có thành khối rất là to, cái lốt nó thường to hơn so với cái nấm, và so với nấm thì thường là chỉ là 0,5 cm thôi, không này rất to và nó cũng còn được rất là có thể chúng ta thấy cả lấy vùng chung cả hạn là nhiều nơi, nhưng cái đấy nó cũng không đặc biệt, bởi vì sao, bởi vì bản thân cái ông HIV và ông suy giảm miễn dịch nó phải có thể đổi nhiễm, nó cũng có thể có hại khác khắp nơi. Ở đây chúng ta thấy cái hình thái đó là những cái ổ giảm hơn và không rõ các tác động phía sau là và nó rất nhiều cái lát cũng có thể là to nên là đau cái này thường chúng ta một là dễ chẩn đoán nhầm cũng như là máu ấy tận đấy. Hai nữa là áp xe. Tuy nhiên là chúng ta nói rồi, một áp xe thì triệu chứng lâm sàng rất là rầm rộ. Thứ hai là ít khi mà nó nhiều hộp này. Thứ ba nữa là áp xe thì thường nó tăng lên phía sau. Ở đây chúng ta thấy là gì? Đây là một hộp rất to. Đôi khi chúng ta gặp chúng ta chỉnh cái game một chút thì lâm sàng nó sẽ có khi đó. Đây thế. Như ta đông lấy thì hay gặp nhất là cái mắt tố melanoma, rồi chúng ta có gan melanoma, melanoma của tắc mạch, sau đó gan của gan, gan của gan trắng trắng xuống, rất phổ biến. Sau đó cái gan đấy có cái gì đấy, không hiểu sao mà nó đi siêu suốt, tôi phát hiện ra sớm như nào, tại thế, lúc mà sau nó chặt hết ra là đến rõ là những cái phát hiện ra thì cũng bảo là sang bên này xem nào chúng đi lên để lại trái làm cải thiện thì nó bắt đầu làm sợ hãi nhất là cung hóa chất, thứ hai là cái có cung hóa chất thì nó đắp lại để mua không có thì đấy nó hiếu, chúng ta bây giờ cũng muốn mua không trả cần đặt nước ngoài về còn là chúng ta gọi là dạng ship hàng về cái đấy ship cũng khó. Thì ra thì thuốc bên đấy nó bán cho nhiều người đâu, nhưng mà ra làm bác sĩ chẩn bệnh thì làm được bán thuốc đâu có mua đâu, nhưng mà tôi nghĩ ra là cái thuốc đó là tôi hỏi giá nó tầm khoảng trên 100 triệu, cho nên là chắc là bây giờ làm hai lần cái này nó cũng tăng quá lắm nhiều, nhưng mà thường cái tăng lắm thì cái này melanoma chỉ biết là đó là cái gì á nói gặp như lúc phát biểu hay lắm đúng không?
cũng nói tiếng Tây cũng ngọc. Tại tiếng Pháp ra bằng đông là không thì lông. Lông. Ý ra kia thì chỉ ngọc. Sửa thôi nó là nói ngọc thì cũng tránh rồi nhưng mà cố gắng. Mà nhớ đấy, nào biết thì cũng biết thế này. Mạnh lách khác, mạnh lách khác với được mạnh lách. Thì cái này thường cái này chúng ta trước chúng tôi đã cầm cái ga nhưng nó một phình trong ấy, nó phình ở ngoài nên là nó vỡ vào trong đường tiêu hóa, không đi ở trong họ, không tìm một nguyên nhân gì cả, nó đã chỉ đấy. Nhưng mà sau đấy bệnh nhân đấy thì chuyển trên thể tích theo cái cảm nhận, cảm nhận cơ bản tạm sự không phải cách cảm nhận của cô đồ đi luôn thả keo đấy là coi đã cái bố bị dùng keo bố thả xong rút ra cái nó cốt keo dính nhất thường thì ngay gặp quả lá kiểu là trong cái này nó bôi ngoài thành cái nguy cơ vỡ rất cao gặp nữ cái giả sinh thì khác giả sinh thì mình mạch lách nó giảm ho hoặc là dẹp hoặc là một số trường hợp là nó có thể là chứng dương giả sinh ví dụ như chứng dương nó vỡ thì đấy chúng ta gọi là giả sinh. Về trên các lớp vi tính chúng ta thấy là tiêm thuốc cái này nó dẹp. Cái này chúng ta chẩn đoán rất dễ thôi, vấn đề chúng ta có thể đi nó thôi luôn. Chúng ta làm được mạch lách thì chúng ta thấy cái giả phình của hoàn phình của mạch lách thì thường là dẹp. Cái chỗ đó phồng rất to và đồng thời là dẹp lốp le nó sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ thấy cái dòng cuộn này đó. Bình thường chúng ta làm siêu âm đường chúng ta thấy dòng cuộn trong đường. Đây là chụp ảnh máu. Đây là phình mạch lách, mạch lách đây vào số lách này chia nhánh. Anh chị thấy chưa? Đây là lách cái nào đây? Thật ra ấy, ở đây chúng ta thấy là bạc hẹn tác kết của mạch lách nhưng mà nó bạc hẹn cái này là nó là tắc gây tắc ở xa nhưng người ta thường người ta có cái nhánh rất lớn nên cái nhánh lưng của lớn lắm cũng tuyệt luôn như thế thường người ta phải làm sau như thế làm trước như thế đây là rất nhiều nhánh các bạn hẹn sẽ không được đầu nhiều máu hơi đau cái nhiều máu lách thì cái bệnh lý của nó chủ yếu là cái viêm nội tâm mạc thực quản chiếm 5%. Thì cái này nó nhồi máu sau đó nó gây áp xe hai nữa là một số trường hợp nó ra nó bị nhồi máu do động mạch và các cái huyết khối các động mạch sơ vữa rồi tăng đi đúng không? Một số trường hợp huyết khối động mạch gây phagocytosis này thì nó sẽ là hoặc là cái gì ạ? Tôi lấy bằng coi lấy là gì ạ? Cái nữa là cái drepanocytosis cái này ấy, thực ra nó thuật ngữ của nó chính là dùng cho
cái nhà của bệnh lý của bạn xin cho xe anh đi đưa bệnh lý gì ạ? Xin cho xe rồi xin cho xin cho xe xin cho cái gì ạ? Chúng ta nhớ cái dấu hiệu nha, lúc xin xe nha, lúc tiếng Đức là e có e là gì ạ? Không khí xin xe là gì ạ? Xin xe là gì ạ? Vì thế xin cho xin thành gì ạ? Thiếu máu là cầu đi để liên trọng lượng chúng ta nó sẽ to và nó sẽ có nhiều đây là cả lát rất to và nó lùn cả đây này rất là gặp nên chị sẽ thấy là một số trường hợp trong lượng bạch cầu mang lát cho to thì máu liên tục luôn sau đó là cả nó luôn thì chúng ta làm siêu âm sẽ thấy là lát nó bị hạ âm liên tục chỗ như thế chủ các lớp y tế thì thấy nó nhiều nhưng mà vừa rồi là có cái ca nó cũng lâm chung rất to, thậm chí những cái thậm chí trùng cả những cái sốt rét dưới, bây giờ chúng ta sốt rét ít rồi, nhưng mà nó lát to, tôi nói rồi bỏ, thì nó do thứ nhất là không cung cấp được máu nó, thứ hai có thể là do yếu tố gì đó, đây không thể là lát nữa, tiến triển, đây còn cái cuối cùng là dán cái lát còn đang cũng được. Cái này là rất dễ, chúng ta chỉ phân biệt với động mạch thôi, đúng không? Thì thường khi mà có tăng cái mạch cửa đắt nó to ra với cái mạch đắt nó giãn, cái mạch đắt giãn thì bình thường nó là 10 mm, có trên 10 là giãn, chúng ta thấy phổ nó sẽ thay đổi. Vì một số trường hợp sẽ có xăm thì ra, sẽ có xăm lách, lách thật. Thế thì đấy bệnh lý của lách thì chỉ có thế thôi, đúng không? Chúng ta phân biệt với mấy cái này, chúng ta chỉ lưu ý này. Một là chúng ta làm xưa chúng ta không thấy lách, một là lách né quá theo đẹp này né tí nằm né vào một góc cho nên là thế này và chúng ta cũng tìm hai cái là ký trái bên nó treo thế hai cái cũng nhận ra sẽ né được không đi tìm nên là không lấy cái thứ ba nữa là nó là cái loại không có lách cái này thực ra là rất hiếm hoặc là chỗ cái này anh chị trước chúng ta có người ta anh chị biết là lách là chỗ đâu nó là chỗ trong bụng là sau đó thì không mời tôi được chặt một ca tôi xuống dự đoán ca nó sáu cuốn lách làm trong bụng một ca nó một cắt lách thì ra sáu cuốn hai vòng và chỉ thế thì cái ca đấy nó rất là hay và cái phim đấy thì chắc là anh chị chưa có bộ nên chuẩn bị tư tưởng khi cái phim thế tôi thì nếu mà không học thì cũng không nên bỏ qua ví dụ như thế, lách là chỗ rất là hiếm. Vấn đề là chỗ là chúng ta hay bị chẩn đoán nó sang một u nào đó, chúng ta cũng nghĩ là lách. Hai là thật là chỗ thể, hai cái đó chúng ta lưu ý, chúng ta làm chúng ta phải chính vì thế chúng ta phải làm toàn diện, không thấy phải đi tìm. Chúng ta nhiều khi chúng ta tìm không tìm phán bừa đấy, sau ra cười cố tìm, cứ mà bị cắt kém rồi là cứ cứu vào bình thường. Lách cắt rồi cũng lách bình thường, còn chả có gì cả. Chỉ có lập rồi cứ rồi cũng lập chủ cũng không giảm. Thế là nguyên nhân lách nhỏ thì rất nhiều. Cắt lách bản phần hay là nó sản trị nó theo là từ nhiều máu và những bệnh lý này. Thì lách trong cái bệnh lý của cái lách to thì nhiều, không phải biết được nguyên nhân lách to. Cái này là một là suy tim đang có bình thường này. Rồi cầu cấp, doanh phôn, đi tăng, rồi thì cũng vân tất cả, nói chung là rất nhiều cảm giác chuyển hóa vân, hóa bộ số Z thường nào đây, thường nào là con bò nha, là xe, tất cả xe thiếu máu, tan máu, thiếu máu, bài tụy cái này, thiếu máu, bài tụy, cái này ta gọi là tan máu, bài tụy memory hematopoiesis là tổ tạo máu của bạn thì có thể là nó chỉ có to để to ra khi máu nó nằm đây là những bệnh khác thì là thường luôn u giãn tạng thì có thể là lại nó lại dương cho nó lại lại các xe sửa chúng ta sẽ thấy nó có u giãn luôn từ u giãn trong bao đấy u máu nhiều máu lách chúng tôi bảo các chị nào đi cái ca mà trên hội chẩn trực tuyến đúng không
lát đấy phải đau rất nhiều đấy, khả năng không tin chắc đấy. Và khả năng không hơn 1/2 hy vọng. Vì nó hơi xa quá, anh đi xa em quá, rồi đấy không ổn. Giống như ở khoa này, có ai hỏi là tên ngày xưa anh chủ chiếu phim ấy, cái lỗ thị giác ở đâu? Cho nên khi chủ trưởng các anh chị bây giờ chạy vào chủ chiếu phim nhiều, không biết là chủ chiếu phim thế nào. Ngày xưa là chủ cái lỗ thị giác, xem một số những tập lỗ thị giác to, ở đây thì phải biết một lượng, thì kinh, phải hiểu. Đây là anh nói, cái lỗ thị giác đâu? Để nuôi mà không tài ở đây. Cái này thôi nó chỉ hết cả lúc mắt thì mắt đâu thì đập nó không bị giá. Bây giờ một cái bệnh lý ở bác thì chúng ta đưa ra một đoạn từ áp xe đến u hạt, đến u máu không kiểm định, đến nhồi máu, đến toàn phô, đến là khác thế thì là cần quá nhiều rồi. Cảm ơn. Và u dạng nang thì chúng ta lưu ý u dạng nang ở đấy là chỉ có mấy cái, một là cái dạng nang nó cũng sau đó thì dạng nang và thứ nhất thứ ba là cái thứ hai là cái nang cực kỳ tức là đét khối xít cái nang cực kỳ nó có thể có khắp nơi trong một phần nó có mỡ. Thứ tư là cái nang gì ạ, nang tạch nhận xét xít xít trong trong vô. Và cái thứ năm là gì ạ, nang ký sinh sinh chung và bắt đặt thì nó có cái bệnh trong bệnh lý của cơ địa.